Yo, bọn đây là Vũ Laptop, speaking from the hood. Yo. Chào buổi sáng bong một cốc cà phê và lướt bóng mạng gặp một bác nhà quê tham gia chương trình trúng thưởng. Bác với gia đình cứ tưởng mình trúng quả đậm nên là gặp ai là bác đều khoe, nhưng mà họ lại yêu cầu bác phải đóng một khoản tiền. Khoản này chỉ có 1 triệu nên là bác thấy cũng chẳng phiền. Bác gọi cho ban tổ chức: cháu ơi, bác đã trúng khoản rồi. Bác gọi tới 20 cuộc nhưng mà vẫn không thấy ai phản hồi. Xong rồi một chị ra làm thủ tục ở ngân hàng, tóc chỉ rối người chỉ run, còn mặt thì trông vàng thì trông mệt mỏi, bước đi nặng nhọc nhưng đành cố. Em ơi, chỉ cần gửi gấp tiền cho công an thành phố, bởi vì họ bảo chị đang bị điều tra. Chị mới nhận được tin này từ chiều qua, chị đứng tìm, giờ chỉ cần phải nộp tiền để chứng minh mình trong sạch và không liên quan tới một vụ án đã bắt được rất là nhiều ca. Và đây là tin tức toàn dân, mới sáng mà đã có nhiều câu chuyện. Thôi mình mở tab mới lướt sang trang để chuyển qua tin tức doanh nghiệp. Yo, một ông sếp vốn đang cáu, não lại càng muốn tăng máu sau khi biết hệ thống có trộm hay qua về mật khẩu là 123456. Ông sếp không nói nên lời, chỉ biết chắp tay và ngửa mặt lên trời. Không biết nhân viên đã backup hay quên rồi, vì mất dữ liệu là thứ ông sợ nhất trên đời. May dữ liệu vẫn còn nhưng file đều đã khóa. Xin chào, tất cả dữ liệu của bạn đã bị mã hóa. Không cần khoe, chúng tôi cài ransomware, mời bạn chuyển tiền vào đây như chúng tôi đã ngã giá. Alo anh ạ. Dạ vâng anh. Anh ơi, anh cho em xin chút lời khuyên chứ, bây giờ làm nào người dân doanh nghiệp bị lừa nhiều quá anh ạ. Phần mềm điều hành luôn cần được cập nhật để tránh hacker lợi dụng lỗ hổng bảo mật. Mà không mạnh luôn luôn cần nhớ phải đặt giải, đặc biệt không bao giờ chia sẻ bất kỳ ai. Cẩn thận vì email có tập đính kèm, có chứa virus tại số là dính liền. Những lời dẫn do người lạ gửi là đừng tin, dữ liệu quan trọng cần được backup thường xuyên. Hệ thống đã update, hôm nay cảnh báo lại đây. Hệ thống chạy an toàn, nay lại thấy zero đây. Phòng thủ là cuộc đua, càng chạy lại càng dài. Phòng thủ cho hệ thống là phải chạy hàng ngày. Zero trust người lạ khi ở trên mạng, phải tự bảo vệ mình nếu muốn toàn mạng. Đừng tin ai nhiều quá, kẻ mất chìa khóa. Password let luôn mật khẩu là mất hết. Áp dụng tư duy mới trong an toàn thông tin. Vàng hóa là hành lý, số vắc từ trong tim. Hành trình về phía trước với chiến lược an minh, cùng nền tảng vững chắc, tương lai ác than hình. Càng ngày càng nhiều cạm bẫy ở trên mạng, làm lòng người hoài nghi. Rồi những người lạ họ vẫy gọi tên bạn, chỉ cần check một ly là những tiền bạc cùng dắt tay nhau chạy. Biến mất